Tiếp theo sẽ là một tin tức thời tiết đáng chú ý. Hôm nay Bắc Bộ sẽ nắng nóng diện rộng trên toàn miền trở lại. Dự báo Bắc Bộ cùng với Trung Bộ, nhiệt độ sẽ đồng loạt tăng lên cao nhất là 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng và nóng vào trưa chiều nay với nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ, có nơi 35 độ. Về chiều tối, Nam Bộ cảnh báo sẽ chuyển mưa dông cục bộ, điểm mưa to, dễ đi kèm gió giật, sấm sét.